rồi dán gạch xong rồi tới để cái labo lên dán labo nha bà con. Rồi làm rồi giờ mình đưa em đưa mấy miếng gạch lên nè đầy đủ và chỉnh sửa lại nha, rồi dán keo nha, dán keo nha bà con, dán keo xong rồi bỏ cái labo lên, dán labo vô luôn ha. Xào Nhân Viên xin chào bà con nha. Hôm nay em làm cái bàn gấp yến tinh chế nha bà, nha bà con. Cái bàn này chiều cao nó chiều cao để vừa cái ghế ghế một đó, cái ghế ngồi đó là nó 7 tấc 6 7 tấc 6 7 tấc rưỡi nha. Bề ngang từ đây nè, từ đây qua đây thì nó 1 mét. Sắt thì em xài sắt 3 vuông nha. Và mấy cây mà để trong này nè, cây 13, 26 nha. Sắt này 3 vuông này 1 ly ly 1 à. Mua ly 2, ly 4 nó không có. Em xài cái mỏng nhất. Thì hướng dẫn lại cho bà con làm mà. Đây cái chân nè, cái chân em để cắt xích vô chút xíu ha. Ở dưới này để hai cây đốn nha bà con, hai cây đốn nha. Tại thiếu sắt á, thiếu sắt là mình làm có 1 cây à. Đúng là làm 2 cây để hai người hai bên ngồi gác giò nha. Khỏi ai đụng hai hết, khỏi người nào quéo giò người nào hết trơn á. Mình để anh thở nha. Thở kỹ ngày chắc nè. Anh Vinh anh cũng đi làm tiền chế đồ nhà yếm luôn nha bà con. Rồi cái này nè, để túc hết tính chi phí cho bà con xem ha. Cái này em mua nha, một cái này là ở trên Shopee gửi về nè, một cái này có 165 ngàn, còn cộng đường ship nữa ha, em mua 4 cái. Rồi cái bàn này là bề ngang đây là 1m2 ha, đổ 1 mét à. Đây, từ đây qua đó, từ đây nè qua bên đó mấy góc đó đó 1 mét, dài là 2 mét ha, 4 người gấp nha bà con. Dự tính là cái ống nước này kia đồ với cái mâm này nè với gạch anh mua luôn ha. Là cái bàn tầm cái 3 triệu giá lại nha bà con, thở luôn đó nha. Đó, anh thở dữ luôn nè. Nếu bà tính lãnh 5-6 triệu rồi lãnh có 3 triệu mày. Cái này là chết là chi phí đó, chi phí chưa cộng đường thợ đó, thợ đi đứng này kia nữa. Cái này tại thợ nhà đó, đi làm xong rồi quay thành thạo quay cho bà con mình xem ha, đẹp lắm nha bà con. Từ đây đây nè, làm cái cây lên nè, bắt bóng đèn ha, có thể thốc nước mình làm ở dưới thôi. Bằng 6 thảy là 6 chân, 3 đoạn, 3 khúc. Đó, rẻ rồi. Rồi, cứ quay cho con xem nữa ha. Con nhớ xem hết clip nha bà con. Có gì đó thì gắn thêm lên ảnh cũng rồi ha. Đây mình hàng mấy cái cây này cặp theo cái miếng gạch này nha bà con, chịu lại nha. Tại mình bỏ cái labo xuống á, nước nó nặng á, không có hàng cái sắt này là có thể nó bị sụp nó gãy miếng gạch nha. Không gì nè. Đó, bỏ thêm. Nó như khung ở đây nha bà con. Miếng gạch cắt tới đây nè. Đó tới đây nè. Nó miếng gạch đây cũng cắt tới đây. Có hai cái sắt mình bệ. Mình thêm ha, bệ thêm ha. Không có hai cái này là nó bỏ cái labo lên là nó bị bể miếng gạch à. À, đang cái hàng cái thanh nha. Thanh đỡ thêm ha. Chọn gạch này mỏng nha bà con. Gạch dưới lấy cái mặt bằng cho nó đẹp ha.
để hàng xong đi, để đặt lên cho bà con xem ha. Cái bàn kia, bàn inox mà của bên mấy bên công ty nó bán một cái như tầm tới 10 triệu nha bà con, 10 triệu hơn nha. Inox mình làm sắt mình sơn thôi, mình xài biết nào mà hư. Một cái ba, một cái bàn kia bằng ba cái bàn này nha bà con, đỡ chi phí ha, đỡ đúng kém nha. Còn nếu mà làm vững vàng lâu lâu thì mình xài inox vậy thôi, ai có tiền thì mua cái nóc, còn ai mà làm, nghĩa làm tinh chế lần đầu tiên đỡ cái chi phí đó thì xài rẻ thôi. Dạ con ơi. Đây đây hàng một cái cây hàng bợ thêm cái miếng gạch nha, cái bợ miếng la bôn rồi con. Ná lửa vậy nè, sáng lửa. Bà này 4 người làm mà ngon lành luôn á. Bưng miếng gạch bỏ bà thử anh nhìn. Ok. Đó, bỏ lên vậy nha bà con. Đó, để gì đó. Cái labo để lên trên ha. Rồi bỏ anh gì? Anh lấy cái labo bỏ lên luôn coi. Nó có cây bợ gì nè, nó không có bị sụp nha bà con. Tại labo mình có nước á. Đó, bỏ lên. Rồi ok nha bà con. Tuyệt vời ha. Rồi đẹp lắm nha bà con. Để làm xong rồi anh quay lại cái nữa bà con xem ha. Bà con nhớ xem hết clip ha. Nó diện nữa mình gắn cái dưới này, mình gắn cái ống dẫn nước thôi. Dẫn nước chảy đi thôi. Nó bên đây là hàng bể rồi nè. Bên đó hàng rồi luôn. Trên này hàng cái 13 26 cũng được rồi ha. Hàng cái nào cũng được. Rồi. Em tạm ngưng đây, chút xíu quay nữa nha bà con. Dễ dễ làm thôi. Không có khó khăn gì đâu. Cái chân dưới này nè, cái cây dưới này nè, để làm hai cây nha, nên làm hai cây nha bà con. Hai người gắt giò hai bên cho dễ. Tại sáng nó hơi thiếu sắt, em hàng chỉ một cây thôi. Chút lấy cây nhỏ mà em hàng vô luôn. Mắc bảo sợ mắc bản quyền phải không? Rồi em tạm ngưng nha, xíu quay nữa cho con xem ha, thành phẩm ha. Rồi cái này là làm bằng phần xương xong hết rồi nha bà con. Đây là hai cây này là chịu cái labo nè, còn cái cây này hàng ngang thêm thôi ha, thêm chịu cái miếng gạch ha. Đó, trên là xong hết rồi đó. Bây giờ mài cho đẹp đẹp chút xíu rồi sơn vô, sơn xong rồi lót gạch thì dán labo vô nha bà con. Xong xuôi lại đi cái đường ống nước, đây ống nước dưới này nè. Vì hàng cái cây lên treo bóng đèn ngay giữa nha bà con, ở đây nè, nó hàng bắt chích lên, có cái cây gác ngang qua mấy anh kia để bắt bóng đèn nè, thước một thước á, không, cái cây đó hả, cây làm dư ra ngoài, rồi cây bóng đèn dư ra ngoài mới được. Rồi tạm ngưng nha bà con. Rồi sau khi hàng xong, mài xong thì em sơn nha bà con, em sơn màu đen nha,
Cái này là cái thanh để mình treo ống đèn nè, ống đèn một thước á, treo hai bóng nha, có cái máng, máng đèn sáng nó dạ xuống nha, để cho mình thấy đường mình gấp lông, lông chim. Ở trên này em dán keo, em không có sơn, sơn ở chân dưới nè. Rồi đưa chút xíu đường miếng gạch lên, rồi dán ba cái labo là dán cái A300 á, dán cho dính xuống. Rồi xong ngày mai, xong em đang đi làm ngóng ha, đi ngóng nước. Rồi thấy đẹp không bà con? Chút xíu đó ha, chút xíu lên, lên cái vàng labo đi mới đẹp. Cái vàng gạch ha, hiện giờ là cái xương thôi. Đó. Cái chân mình làm cái chân này nè, làm xích vô chút xíu ha, để làm lú ra ngoài đi tới lú đụng á, đụng cái giò mình, mình xích vô một chút. Rồi để chút xíu em lọt đi labo xong để quay cho bà con xem nữa ha, nhớ coi xem hết clip nha bà con, chi tiết ha. Bà con có cần gì đó thì cứ comment vô đi, mình em này có số điện thoại, em có số Zalo đó, cái gì em hướng dẫn vậy ha, hướng dẫn cho làm nha. Để em chút xíu cảnh em cộng tiền lại cho chi phí hết trơn cái này bao nhiêu ha. Cái bàn là 4 người làm đó, rồi cộng bao nhiêu chi phí rồi cho bà con mình xem làm nó rẻ nhiêu được thì rẻ cho bà con. Nói chung là những người trong những người mới làm đó ha, mới làm yến á, còn những người ta làm mà lâu rồi thì ta bàn ta có tiền ta mua mấy cái bàn inox ha. Em thì làm sao mà chế làm sao cho nó đỡ đỡ tốn kém thôi cho bà con mình thôi. Bà con thích thì làm theo ha, không thích thì bỏ qua nha bà con. Đó, nhìn kỹ nha bà con, cũng dễ đơn giản thôi ha, chỉ xài 3 vuông với 13-26 thôi. Rồi để em đặt mấy cái labo lên ha, em dán xong xuôi quay lại cái cho bà con xem nữa nha. Đây là mấy miếng gạch em cắt sẵn hết rồi ha, 4 miếng. Đây miếng nè, đây miếng để xô len nha bà con, đây miếng đó, miếng ha, một labo nè, hai labo nè, ba labo nè, bốn labo. Còn mấy cái học này thì mình để cái miếng gạch lên ha, miếng gạch lên để mình lựa lông bên đây, bên đó lựa lông nước ha, bên đây lựa lông khô nè. Để mấy cái gạch vô mình dán vô hết ha, quay lại cái nữa nha bà con. Rồi giờ em đưa mấy miếng gạch lên nè, đầy đủ và chỉnh sửa lại nha, rồi dán keo nha, dán keo nha bà con. Dán keo xong rồi bỏ cái labo lên, dán labo vô luôn ha. Cho ngay gạch lại cho đẹp nha bà con, đẹp ở mặt bàn mình ha. Xong bỏ labo lên, rồi bà con xem kỹ nha bà con. Gạch thì mình lấy mình đo rồi mình lấy nó cắt, mình cắt thôi, lấy dưới mình gạch cho nó ngay ngay rồi cắt rồi xong rồi dán được miếng rồi, dán xong rồi tắt máy em dán nha bà con. Rồi dán gạch xong rồi tới để cái labo lên, dán labo nha bà con. Sau này cái giò nước nè, giò nước mình gắn đây nè ha,
cái này là nước chảy chảy xuống. Bỏ bỏ cái miếng labo qua anh kia luôn đi Vinh. Yeah. Bỏ hộp labo qua anh đó luôn coi. Anh nhìn coi. Ồ đây nè bà con. Quá đẹp. Ồ lịch sử lắm nè con. Bốn học, bốn labo. Rồi bốn người lặt ha, bàn là bốn người lặt. Ngang mét dài 2 mét. Quay thợ lên coi. Quay mặt thợ lên vậy. Quay thợ nãy giờ rồi. À, đẹp không bà con? Quá đẹp ha. Sắc sảo luôn, tỉ mỉ luôn. Từng cm luôn. Rồi sau này thì lấy cái ống thôi, nối nước cho chảy ra thôi. Chảy vô một lần ống cũng được, thấy bà con? Bên đây nè. Vô lần ống là ống chảy ra thôi. Rồi dưới lần nước cấp vào thôi. Cấp vào thì vô cái lỗ nhỏ này. Đây có nước xả tràn ha, bên đây có xả tràn nè. Anh em có cần gì liên hệ alo cho tôi. Rồi. Làm rẻ hơn phần nữa so với cái bàn bốn người của bàn Inox. Cái bàn này lặt biết nào ngồi biết nào hư. Mấy triệu bạc hả? Bảo hành 10 năm không? Bảo hành trọn đời xài hư thôi. Rồi ok nha bà con. Rồi cái clip cũng dài dài rồi, clip sau em quay lại em nối ống này kia, nối ống lại nè. Cứ bắt thêm cái vòi nước ha. Rồi làm xong mình quay cái clip đó cho bà con xem nữa ha. Bà con nhớ đăng ký kênh nha, nhấn chuông đi. Để clip sau bà con có thể xem được cho bà con. Rồi cảm ơn bà con đã xem kênh em ha. Cảm ơn bà con rất nhiều nha bà con.